À, chấm thịt nó sang ăn ngon. Ừ. Được. Lấy cái này. Ừ. 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 Chú mang về hay ăn luôn? Chú ăn luôn ở đây cho nó có cái không khí. Bên trong là cái cơm ấy đúng không? Cơm nếp hay cơm tẻ? Cơm nếp nướng. Cơm nếp với muối vừng. Bên trong là luôn. Cơm nếp nếp. Rất ngon, nếp nấu ở đây. Ngồi đi. Ôi ớt ơi. Ớt ơi. Muối vừng. Muối vừng. Đâu rồi? Mới vương lại hết rồi được rồi. Này. Sao ngon để cho nó cháy nhiều một tí ạ? Không cháy ở ngoài chứ không ạ. Ở trong thì nói mà. Cái bé này thôi. Này, nhìn cái này. Mấy giờ thì em nghỉ? Mấy giờ thì đóng cửa? Hết khách khoảng mấy giờ? 6 giờ tối hả? À. À. Nó vừa mưa chứ nên là cái nước nó mới đỏ thế chứ đúng không? Ừ, đúng rồi, ngày trước đến là nó trắng tinh. Ờ, nó trắng xóa mà nó chưa có cái này đâu, phải bước xuống dưới kia. Bây giờ làm nhiều thứ hay quá. Giống tàu. Đây là măng này. Quả này quả gì? Cái quả gì? Đây là quả gì? Đây là quả gì? Đây là quả gì? Đây là quả tâm thất. Đây là tâm thất. À, tâm thất. Ừ.
sẽ bé nhỉ, hay là mình mua thế thôi, cũng có bé thế. Nó một đặng nó tuyển mấy cơ? Nó bé thế thôi, rất là ngon đấy. Ừ. Thế à? Không, về cái chợ chỗ sáng mai. Cỏ mồ côi. Làm gì để nhiều tiền? Tốt. Làm gì để nhiều tiền? Làm gì để nhiều tiền?